Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mỗi lần đi viện bảo tàng hoặc những nơi nào có nhiều đồ quý giá đắt đỏ, chắc hẳn nỗi lo của nhiều phụ huynh là làm vỡ hỏng đồ vì khoản tiền để bồi thường sẽ là những con số rất lớn. Nhưng mới đây một tình huống như vậy đã xảy ra ở Israel và cái kết bất ngờ của câu chuyện với cách ứng xử của cả hai bên đã làm nhiều người cảm thấy ấm lòng. Câu chuyện như nào? Mời quý vị cùng đón xem video ngay sau đây. Mới đây thì cậu bé 5 tuổi làm vỡ chiếc bình gốm có niên đại trong khoảng năm 1130 tới 1500 trước công nguyên trưng bày mở trong bảo tàng ở thành phố Haifa. Cậu bé và người mẹ đã vô cùng sợ hãi sau khi làm vỡ chiếc bình trưng bày gần lối ra vào tại bảo tàng Hayes thuộc Đại học Haifa ở thành phố Haifa, miền Bắc Israel vào hôm 23 tháng 8 mới đây. Tuy nhiên, phản ứng của tiến sĩ Inban Rinvin, giám đốc bảo tàng khiến cho nhiều người bất ngờ. "Đừng sợ, chúng tôi sẽ không kiện hai mẹ con đâu", ông nói. Tiến sĩ Rinvin thậm chí mời người mẹ và cậu bé quay lại để tham quan lần nữa, nhưng hai mẹ con đã nhanh chóng rời đi. Chiếc bình được khai quật ở Samaria, miền trung Israel, trưng bày tại Bảo tàng Hayes trong 35 năm. Bình có niên đại trong khoảng năm 1130 tới 1500 trước công nguyên là vật quý hiếm vì đa số những chiếc bình khai quật cùng thời kỳ đều bị vỡ hoặc sứt mẻ. Chiếc bình có từ thời vua David và vua Solomon, phổ biến ở vùng Cana và được dùng để lưu trữ và vận chuyển sản vật trong vùng, chủ yếu là rượu vang và dầu ô liu. Giới thiệu về chiếc bình trong bảo tàng có đoạn viết như vậy: "Chiếc bình vốn không được bày trong tủ kính vì người sáng lập bảo tàng, tiến sĩ Riven Hayes, muốn du khách được nhìn ngắm cổ vật dễ dàng nhất. Các chuyên gia sẽ sửa chiếc bình để trưng bày lại. Có những trường hợp các vật phẩm trưng bày bị cố ý làm hỏng và chúng tôi sẽ xử lý rất nghiêm khắc, cảnh sát có thể nhập cuộc", Linhin Lazo, đại diện bảo tàng nói. "Tuy nhiên, trong trường hợp này, một đứa trẻ chỉ vô tình làm vỡ bình và chúng tôi có cách phản ứng phù hợp." Rất nhiều bình luận đã để lại trước bài báo nói về tình huống này. Đa số đều bất ngờ với cách ứng xử của người đại diện bảo tàng. Cách tiến sĩ Inban Rinin cư xử quá nhân văn, mình đã học được bài học qua bài báo này, cảm ơn. Một người đã bình luận, người khác thì nói rằng, ngàn lời cảm ơn vị giám đốc bảo tàng. Chiếc bình vốn quý nhưng tương lai và tâm lý của cháu bé 5 tuổi quan trọng hơn nhiều sau này. Thái độ ứng xử tuyệt vời mà mọi bảo tàng đều nên học tập, nhưng cũng là lời nhắc nhở đối với người tham quan về sự cẩn trọng, hai bên cùng tôn trọng để mang lại lợi ích tối đa cho tất cả. Rất nhiều bình luận như vậy đã được viết lên. Khoảnh khắc con trai làm vỡ bình cổ quý giá của bảo tàng và cách ứng xử nhân văn của cả hai phía. Anna Geller nói mình mới quay đi một chốc thì cậu con trai nhỏ đã làm vỡ chiếc bình 3.500 tuổi ở tại bảo tàng Haifa, Israel và cảm thấy rất xấu hổ về điều đó. Anna Geller cho biết ngày 23 tháng 8 đưa cậu con trai của mình Ariel Geller tới bảo tàng Hayes tại thành phố Haifa. Khi con trai chiêm ngưỡng các hiện vật cổ, Anna đã quay ra hướng khác trong giây lát. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên và điều tiếp theo cô nhìn thấy là chiếc bình gốm 3.500 tuổi quý hiếm vỡ thành nhiều mảnh trên sàn nhà. Ariel đứng cạnh đó với vẻ mặt kinh hãi. "Tôi chỉ phân tâm trong chốc lát thôi", người mẹ ba con đến từ thị trấn Nahariya ở miền Bắc Israel phân trần trong cuộc phỏng vấn đăng vào ngày 2 tháng 9. Nahariya nằm ngay ở phía nam biên giới giữa Israel và Liban, khu vực thường xuyên bị lực lượng Hezbollah nã rocket trong hơn 10 tháng qua để thể hiện ủng hộ với nhóm vũ trang Hamas ở dải Gaza. Gia đình Geller đã ghé thăm nhiều viện bảo tàng và đi chơi khắp đất nước trong mùa hè này nhằm tạm thoát khỏi tình hình căng thẳng ở nơi mình sống. Chiếc bình gốm từ thời đại đồ đồng do Ariel làm vỡ đã được trưng bày ở bảo tàng này, cơ sở có liên hệ với Đại học Haifa trong 35 năm. Đây là một trong những số ít những chiếc bình với kích thước như vậy từ thời kỳ đó còn nguyên vẹn khi được phát hiện. Nó có niên đại là 2.200 hoặc 1.500 năm trước công nguyên, có thể đã được dùng để đựng rượu hoặc là dầu. Ariel là con út của Anna và có tính hiếu kỳ cao. Tôi cảm thấy rất xấu hổ, Anna nhớ lại, thêm rằng cô đã cố gắng hết sức để trấn an con trai sau khi chiếc bình bị vỡ. Nó nói mình chỉ muốn xem bên trong chiếc bình có gì. Alex, chồng của Anna, cho biết khi nghe thấy tiếng động lớn ở bảo tàng hôm đó, điều đầu tiên anh nghĩ đến đó là làm ơn đừng là con mình.
Có rất nhiều trẻ em ở bảo tàng và Alex hy vọng người gây ra sự cố là một đứa bé khác. Sau khi quay lại và nhìn thấy con trai, Alex cảm thấy rất sốc. Anh vội chạy đến chỗ bảo vệ để thông báo. Anh hy vọng rằng đó chỉ là một mô hình chứ không phải là hiện vật. Anh thậm chí còn đề nghị bồi thường. Họ gọi điện và báo lại rằng chiếc bình đã được bảo hiểm. Sau khi kiểm tra camera an ninh và xác nhận đó không phải là hành động phá hoại, họ mời chúng tôi quay lại bảo tàng để tham quan bù, Alex cho hay. Inban Rinvin, giám đốc bảo tàng cho biết chiếc bình bị vỡ được trưng bày ngoài tủ kính cùng với nhiều hiện vật khác. Họ muốn du khách được khám phá lịch sử mà không bị rào cản nào ngăn cách. Người đại diện bảo tàng nói việc chiếc bình bị vỡ là cơ hội tốt để cho bảo tàng học cách phục hồi cổ vật, đồng thời khẳng định muốn gia đình Keller, những người đã rút ngắn chuyến tham quan sau khi sự cố xảy ra, cảm thấy được chào đón khi trở lại. Khi gia đình Geller quay lại bảo tàng vào hôm 30 tháng 8, các nhân viên và người phụ trách tỏ ra khoan dung với Ariel. Cậu bé cũng tặng bảo tàng một chiếc bình làm bằng đất sét. Các chuyên gia đang sử dụng công nghệ 3D và video độ phân giải cao để phục chế chiếc bình. Nó có thể được trưng bày lại sớm nhất là vào tuần tới. Mấy đứa lớn của chúng tôi cảm thấy rất thú vị với quy trình và công nghệ họ dùng để phục chế chiếc bình, Alex chia sẻ thêm. Roy Rapin, chuyên gia phục chế tại bảo tàng cho biết việc sửa chữa khá đơn giản vì các mảnh vỡ đều thuộc về một chiếc bình hoàn chỉnh. Các nhà khảo cổ học thường gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình phục hồi cổ vật do họ phải sàng lọc các mảnh vỡ từ nhiều đồ vật khác nhau rồi mới ghép chúng lại. Safin, người đang cẩn thận ráp lại chiếc bình, cho rằng công chúng cần được tiếp tục tạo điều kiện để tiếp cận các cổ vật ngay cả khi có thể xảy ra sự cố, vì được chạm trực tiếp vào hiện vật sẽ giúp cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn với lịch sử và khảo cổ học. Tôi thích mọi người chạm vào chúng, miễn là không làm vỡ, chuyên gia này nói. Một câu chuyện tương tự nhưng không cùng cái kết. Truyền thông Trung Quốc đưa tin ngày 21 tháng 1 năm 2022, một em học sinh khi tham quan bảo tàng tư nhân đã lỡ tay phá cổ vật văn hóa trị giá 1,3 triệu tệ, tương đương khoảng gần 5 tỷ Việt Nam đồng. Vụ việc ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và xuất hiện trên thanh tìm kiếm nóng của Weibo. Theo đó, sự việc đáng tiếc xảy ra ở một bảo tàng thuộc thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc. Trong lúc đi tham quan bảo tàng trong chương trình ngoại khóa ở trường, em học sinh đã bất cẩn xô đổ một tác phẩm điêu khắc cổ. Ngay sau đó, phía viện bảo tàng đã yêu cầu gia đình của em nhỏ bồi thường tổn thất không hề nhỏ này. Cha mẹ của đứa trẻ liên quan vào tối ngày 25 tháng 11 năm 2022 đã đăng tải bài viết rất dài phản ứng lại đề nghị trên. Những vị phụ huynh này đã đặt ra hai câu hỏi để đối chất với viện bảo tàng như sau. Thứ nhất, dựa vào căn cứ nào để xác định giá trị của cổ vật bị hỏng là 1,3 triệu tệ? Thứ hai, nếu đó là một vật phẩm có giá trị như vậy, tại sao bảo tàng không trang dây đậy kín lại để bảo vệ tài sản của mình? Thái độ của vị phụ huynh đã nhận về vô vàn tranh luận của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng người lớn đang đôi co, chống chế để không phải bồi thường cho sai lầm của con mình mà họ phải có trách nhiệm. Chuyện này xảy ra rõ ràng là lỗi của đứa trẻ, không liên quan đến việc bức tượng có được bảo vệ hay không. Khi đi tham quan viện bảo tàng, không ai được phép động vào các hiện vật trưng bày. Một người dùng Weibo đã nhận định. Tuy nhiên, phe còn lại cho rằng những chất vấn của cha mẹ là hợp lý và họ có quyền mời bên thứ ba thẩm định lại giá trị cổ vật trước khi bồi thường. Trước thái độ kiên quyết của cha mẹ, em học sinh, đại diện phía bảo tàng tư nhân cũng đã phải lên tiếng. Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về mức định giá của mình. Chúng tôi không bao giờ cưỡng chế, ép buộc hay muốn thu lợi từ sự việc này. Và hai bên trong quá trình thương lượng, hòa giải với sự giúp đỡ từ phía cảnh sát. Nhân viên của bảo tàng cũng cho biết thêm, ngay sau khi làm đổ bức tượng cổ, đứa trẻ đã thành khẩn chủ động xin lỗi và nhận lỗi về bản thân mình. Camera an ninh ghi lại sự việc cũng đã được công bố. Màn hình hiển thị cho thấy một học sinh khi đi qua bức tượng gốm đã vô tình chạm tay vào và làm cho hiện vật bị vỡ làm đôi và rơi xuống đất. Điều lạ là sau khi tai nạn xảy ra, mọi người đều đổ xô lại xem xét tình hình, nhưng cô giáo dẫn đoàn, người cần phải đứng ra giải quyết vấn đề lúc đó, thì lại luôn đứng ở phía sau, dừng dưng, bấm điện thoại. Cùng là một câu chuyện, nhưng cái kết lại thật sự khác nhau. Cách ứng xử của mỗi bên cũng gợi lên nhiều suy nghĩ, câu chuyện về trách nhiệm.